qua hai cái zipper này, zipper chính sơ cấp, zipper chậm, rồi nó qua cái zipper kinh tế nè, rồi bắt đầu nó sẽ sổ xuống này nè, nó sổ xuống này, nó khoan bên trong á và nó sẽ phun ra cái lỗ này, phun ra lỗ này, và bên trong nó phun ra lỗ này và phun cái lỗ trên luôn. Đó. Cái zipper là cái gì? Tại sao người ta phải làm cái zipper? Zipper chậm. Dùng cái từ zipper mình biết zipper tại sao nó làm chi cố gì tới được ống chạy thôi mà. Cái zipper là cái bên trong nó sẽ có những cái này xăng nó đi qua cái này á, nó sẽ có những cái lỗ. Thì nó làm cho tơi xương nhiên liệu hơn, có những cái lỗ này. Nên một thời gian chúng ta thấy cái zipper này những cái lỗ nó bị nghẹt này. Người ta gọi là vệ sinh, gọi là gì? Phục hồi bình xăng con á, thì người ta thường là người ta tháo này ra, người ta vệ sinh những cái này. Xúc bình xăng con này nó khó vụ đó lắm. Hoặc là nó sau thời gian nó dơ quá người ta không phục hồi được, người ta thay những cái này. Cái zipper. Chứ thực ra là cái mạch xăng là nó đường ống thôi. Thì người ta cố tình những cái zipper này người ta làm cho những cái lỗ tia tia như này nè. Xăng nó phun ra tơi xương hơn, nó trộn tốt hơn. Zipper.